Vâng, xin chúc mừng các đội thi lớp mẫu giáo 5-6 tuổi đã hoàn thành xong phần thi tiểu phẩm của đội mình. Và ngay sau đây đó là phần thi đồng đội đến từ các lớp mẫu giáo 3-4 tuổi. Và ngay sau đây xin mời các thí sinh có tên sau tiến vào sân khấu. Thí sinh có số báo danh 01 Lương Kim Ngân. Thí sinh số báo danh 02 Phạm Đăng Khoa. Thí sinh số báo danh 03 Nguyễn Thu Quỳnh. Thí sinh số báo danh 04 Nguyễn Đăng Khoa. Thí sinh số báo danh 05 Nguyễn Ninh San. Thí sinh số báo danh 06 Bùi Nguyễn Thái Gia Phong. Thí sinh có số báo danh 07 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu. Thí sinh số báo danh 08 Ngô Hải Đăng. Thí sinh số báo danh 09 Nguyễn Phúc Hưng. Thí sinh số báo danh 10 Nguyễn Hà An. Thí sinh số báo danh 11 Phạm Hà Tuệ An. Thí sinh số báo danh 12 Đoàn Ngọc Linh. Thí sinh số báo danh 13 Đỗ Nguyên Bảo Ngọc. Thí sinh số báo danh 14 Đỗ Nguyên Bảo Ngọc. Và thí sinh cuối cùng Đào Khánh Ngân. Và đây là 15 thí sinh xuất sắc nhất của lớp mẫu giáo 3-4 tuổi đã vượt qua vòng loại để tham gia hội thi công nghệ số tuổi mầm non. Xin quý vị hãy nổ một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ cho các thí sinh của chúng ta ngày hôm nay. Và thời gian chuẩn bị bắt đầu, mời các thí sinh vào vị trí thi đấu. Và ban tổ chức xin trân trọng kính mời ban giám khảo trở về vị trí của đội thi để chấm điểm cho các thí sinh. Ở phần thi này, các thí sinh sẽ tham gia trò chơi trong ứng dụng phần mềm Kids Brain Telephone. Các thí sinh sẽ chọn trò chơi Kids Brain Telephone, sau đó chọn Make It và vào phần chơi có hình bút màu giống với hình mẫu. Các thí sinh cùng chú ý nghe cách chơi của trò chơi này nào. Vâng, để tham gia trò chơi này, các thí sinh sẽ cùng nhau quan sát tư duy hình mẫu và để tìm ra hình có bút màu giống với hình mẫu. Và đội nào chọn đúng và chọn được nhiều lượt nhất sẽ là đội có số điểm cao nhất. Các thí sinh đã nghe rõ chưa nhỉ? À, vậy bây giờ các bé đã sẵn sàng chưa nhỉ?
2. Vâng, xin mời các thí sinh dừng tay và dành thời gian cho ban giám khảo tổng điểm cho các con ạ. Các thí sinh dừng tay ạ. Xin mời các bé chúng mình hãy đứng lại hàng và di chuyển ra khỏi phòng thi để ban tổ chức tổng điểm cho các con. Vâng, tiếp theo chương trình sẽ là phần thi đồng đội đến từ lớp cô giáo 4-5 tuổi trường mầm non Yên Thọ ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đến với phần thi đồng đội của các bé khối lớp mẫu giáo 4-5 tuổi. Xin được chào đón các thí sinh nhí của trường mầm non Yên Thọ cùng tham gia phần thi đồng đội ngày hôm nay. Và sau đây tôi xin được đọc tên số báo danh của các đội chơi. Thí sinh 01 đến từ đội chơi thứ nhất, đội chơi mẫu giáo 4 tuổi B1 Ngô Minh An. Thí sinh 02 Trương Hạnh Nhi. Thí sinh 03 Đào Huyền Anh. Thí sinh 04 Nguyễn Đức Minh Khang. Thí sinh 05 Trần Hồ Nam. Đội thứ hai, thí sinh thứ 6 Bùi Hồng Anh. Số 7 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu. Số 8 Ngô Hải Đăng. Số 9 Nguyễn Phúc Hưng. Số 10 Nguyễn Hoài An. Đội thứ ba, mẫu giáo 4 tuổi B3 B4 Nguyễn Kiều Anh. 12 Nguyễn Huyền Thư. 13 Trần Xuân Nam. 14 Nghe Anh Duy. Và 15 Bùi Nguyễn Tuệ An. Các thí sinh của chúng ta đến đấy đây với tinh thần, chúng mình hãy cùng giơ tay để thể hiện sự quyết tâm của mình nhá. Chúng con đến đây với tinh thần chúng mình cùng thể hiện sự quyết tâm nào. Xin quý vị một tràng tay thật lớn để cổ vũ cho các bé ạ. Có lẽ là các con đang rất hồi hộp cho phần thi của mình ạ. Và mời các đội chơi, các con hãy về vị trí của mình. Xin mời ban giám khảo sẽ về vị trí để chấm điểm cho các con ạ. Xin mời ban giám khảo ạ. Tới chưa? Vâng, trò chơi đồng đội của khối mẫu giáo 4-5 tuổi xin được phép. Thank you.
Các con chú ý này, thời gian sắp kết thúc rồi nào. Chúng mình cùng nhanh tay lên nhá. Trò chơi 3, 2, 1, hết giờ. Mời các con dừng tay. Xin mời ban giám khảo hãy tổng hợp điểm cho các con ạ. Xin mời các con cùng đứng. Mời các cô giáo cho các con về vị trí của mình ạ, ở dưới sân khấu ạ. Cô xin mời các cô giáo cho các con về vị trí của đội mình ở dưới sân khấu ạ, để chuyển tiếp với nội dung tiếp theo ạ. Chúng mình đã chọn xong chưa? Xin mời chúng mình cùng chọn tiếp cho cô này. Chúng mình hãy
cho bé vừa. Và tiếp theo, chúng mình hãy chọn cho cô một đôi giày cho bé xíu. Các thí sinh ơi, hãy chú ý lắng nghe
đầu chưa nhé? Thank you.
để chào đón các thí sinh lớp mẫu giáo năm tuổi A1. Ngay phía sau lớp mẫu giáo năm tuổi A1 là các thí sinh lớp mẫu giáo năm tuổi A2. Xin mời các thí sinh. Và cuối cùng là các thí sinh lớp mẫu giáo năm tuổi A3. Thoại thông minh, C, điện thoại bàn, thời gian suy nghĩ.
thi đấu ạ. Xin mời các thí sinh chọn đáp án A ra khỏi sàn thi đấu ạ. Các con là chọn đáp án A thì cần ra đi ạ. Xin mời các cô giáo hãy đi bao quát giúp ban tổ chức xem là học sinh nào lựa chọn đáp án sai thì mời trẻ ra khỏi sàn thi đấu. Các cô giáo hãy quan sát ạ. Các cô giáo hãy đi lên phía trên này đi ạ. Lên phía trên này xem được đáp án của các con. Được làm quen và sử dụng những đồ dùng công nghệ nào? Đáp án A, TV, máy tính thông minh, robot thông minh. Đáp án B, đồ chơi ghép hình, búp bê. Đáp án C, lắp ghép Lego. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Xin mời các cô, xin mời các cô. Đáp án C là đáp án hoàn toàn chính xác.
thí sinh ra khỏi sàn thi đấu. Đáp án không sai nhưng chưa đầy đủ và chưa chính xác các thí sinh nhé. Câu hỏi tiếp theo. Chuyển đổi số đang dần thay đổi những gì? Đáp án A, thay đổi cách thức sống. Đáp án B, thay đổi cách thức giao tiếp và làm việc. Đáp án C, tất cả đáp án trên đều đúng. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. 3, 2, 1, hết giờ. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Xin chúc mừng các con. Cứu thương. Đáp án A 113. Đáp án B 115. Đáp án C 114. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Vâng, đáp án của chúng ta
rất nhiều đáp án dơ lên, dơ bảng lên nguyên cho cô này, dơ đáp án của mình, dơ đáp án lên nào. Vâng, qua các gói câu hỏi thì cô thấy các con vô cùng xuất sắc, đều lựa chọn đáp án đúng và đáp án B là đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng các con ạ. Thật sự là các thí sinh cô của xin mời các thí sinh giỏi hãy đứng lên di chuyển lên phía trên này. Rồi các thí sinh ngồi tại chỗ, ngồi tại chỗ giúp cô. Và lần này sẽ khó hơn, đó là ban tổ chức sẽ đưa ra câu hỏi và các con sẽ phải ghi đáp án ra bảng. Xin mời các cô hãy phát bảng và phấn cho các con. Các con hãy để, các con hãy để các thẻ số chứ ra bên cạnh của mình ạ. Và lắng nghe
các thí sinh đang ngồi ở sàn thi đấu ạ. Các con hãy ngồi yên ở sàn thi đấu. Dù các con đang là những thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Dung Chương Vàng ngày hôm nay ạ. Các con ngồi tại sàn thi đấu ạ. Bác tổ chức xin thông báo những thí sinh đang ngồi trên sàn thi đấu chúng ta ngồi yên vị trí. Và ngay sau đây sẽ là phần trao giải của Dung Chương Vàng. Cô xin mời tất cả các thí sinh chúng ta đã được loại ra khỏi sàn thi đấu. Xin mời chúng ta bước lên sân khấu. Cô xin mời tất cả những trẻ đã được loại khỏi sàn thi đấu bước lên sân khấu cho con. Trường Mầm Non Hồng Phong trao quà cho các đoàn viên, xin trân trọng kính mời.
Vâng.